Xin chào quý vị các bạn nhé, quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay anh em mình đi làm về. Đấy. Làm đường trên bản về tiếp tục buổi tối này. À buổi chiều đến là đi hạ lưới bắt cá. Đấy. Mình đang thi công cây cầu của bản này này. Đánh hướng nào ấy? Này trên kia. Trên kia đi. Nhưng mà không lấy được đâu, mình không bây giờ đợi bố ai đợi được. Tại này mà nay Phương mà đang chỗ này đang khó ăn này này, sáng nay hai anh em đang nghiên cứu này. Dốc này không biết đổ bê tông của gì. Đổ trên này. Đổ như là từ trên nó xuống mà nào thì xuống. Nhưng mà đấy nhưng mà nó đổ dày 20 phân cơ. Không phải đơn giản đâu, nghĩ thế thôi. Ấy. Xuống hướng này à? Toàn nước rồi nước. Thải qua thải chỗ đứng kia rồi à? Đâu? Đấy. Đâu, tôi qua thải chỗ này rồi. Thế bây giờ mình thả đoạn chỗ xanh xanh kia chưa? Chỗ xanh xanh gì đó. Tiếp tục tối nay lại gỡ cá các bạn ạ. Anh em mình trên này sinh tồn bằng cá suối. Ui nhờ. Phản to thế nhỉ. Chắc là họ tuyển cột về làm nhà sàn thôi. Nhờ. Đây họ còn xích kìa, sợ nó trôi này, nhìn này. Còn xích kìa. Ủa con ngan này mới ngon này. Ngan sao này. Chị ơi. Đi cho bờ cầm cái này với hộ nhé. Đấy kia có cô gái Mường à, cô gái Mông kìa. Đang dọn dẹp. Đấy. Theo chân anh này đi bắt lưa cá ở đấy suối này. Toàn nước à. Sâu phết đấy. Đấy, ở chỗ này có cá đây là nó cứ ngửa ngửa bụng này ra này. Đấy này kia này. Nó cứ ngửa bụng kia này kia. Ừ. Cầm cho nó cái túi. Anh cầm. Đấy. Lưới này, đây, đây túi lưới của anh em. Túi lưới anh em này. Bây giờ mới thả thôi. Ơi. Mỗi thằng mà thả một tay này. Tí không biết hạ lưới á. À, ở nhà này là chấu ấy, đổ đi này cả. Bỏ chấu bỏ đi à cô? À để đấy đốt à? À lấy lại cứ tưởng là cào cái gì. Nên lấy cái giò làm gì kia cô? Lấy trồng ngô á? À à. Ấy. Thế này nó cứ kiểu bắt mồi kiểu gì đấy, nó cứ trắng trắng mùng cái này này. Ôi nhiều là cây kéo có lắm cái con kia ấy. Nắm mấy con ngạnh kia ấy nhỉ? Ô xe xếp nào vào đây nhỉ? Sâu phết thế đấy. Sao bảo ra bảo mới thả à? Sao một tay sao cho một cái bóng làm gì? Hắn định mang đi. Hắn định mang đi ra ngoài kia để thả ngoài kia ấy. Đấy. Hai anh thả lưới. Giang ơi, sao thả bên sâu kìa Giang? Sao thả bên sâu kìa? Sâu có dư thả chứ
hết sáu tay này đi mà. Hết. Đi đây xem nào, từ đã. À. Em đi cầm hai tay đi thả từ trên đi xuống. Thả hai tay nối nhau luôn. Rồi đến được vào nào được, đừng thả dưới dáng này. Thế chú ở đây đợi anh nhé, để anh đi thả từ trên xuống, được vào nào thì chú thả tiếp nhá. Ấy. Ui. Khé thôi, chân to dẫm chết hết gà của họ. Chân nhẹ phải to, đi thì nhanh. Chịu chết. Chân Giang này đi nhiều không sợ dẫm vào gai sao Giang? Gai thì đất tội ngã người. Ừ thì nó chọc vào thì chả biết. Uống nước trên này nước chảy lắm, khéo lắm con cá kia lắm ấy. Ngạnh á? Ừ. Ngạnh kệ nó. Ngạnh cũng ăn được mà anh nhỉ? Hết. Chặt qua chỉ lười gỡ thôi. Ừ. Tối đi soi ở chơi khéo có cái con cá gì bé bé hôm qua anh nhỉ? Ừ. Thả mẹ dòng chảy kìa. Dòng chảy gì vào nhỉ? Dối rồi. Không phải dối mà nghẹn một cái. Ừ. Ủa cái này hôm nay đã giặt đâu? Giặt rồi. Giặt hết rồi. Đấy anh em tôi là ngày mẹ đi làm đường. Tối về đi, chiều về là đi răng lưới. Ôi nhìn lông lông sâu nhỉ? Định đi theo ấy, nhưng mà thật sâu quá. Đấy. Trên này toàn nước. Mình đi không quen. Ôi! Nhìn đơn giản nó sâu nhỉ? Ôi thôi chỗ này sâu quá, không đi chỗ này rồi, vòng vèng này thôi. Hôm qua đây, hôm qua bảo tay đấy rách đây. Hôm qua có một tay rách cái gì nữa. Ấy, sắp ngập đầu nơi kìa. Bảy giờ tối lại tiếp tục đi vớt lưới. Đây có bán bao tiền lít rượu ngô không? Có. Không có bán à? Bán bao tiền lít? Mấy chục nghìn lít? Không biết. Bán bao nhiêu mà. À, con rẻ bị bán thì cô... Cô chỉ làm máy sát thôi à? À. Làm cầu. Làm cầu cho dân bản đi cho nó thích, khỏi phải lội suối. Nha. Yeah. Có lội suối mùa lũ khổ lắm đúng không? Đấy về ngủ kia mày. Ở trên này bà con đường đi khổ quá nhỉ. Ngày trước là chưa có cầu này là cứ lội qua suối này à? Nếu mà mùa mưa thì đi thế nào được nhỉ? Mùa mưa các cô chắc phải đợi mấy ngày mới qua được đường chứ đúng không? Không sao đi được nhỉ? Mắc cả dối rồi à? Ôi ôi, ngập đầu kìa. Sâu phết nhỉ? Chí bỏ điện thoại hay chưa? Thử xuống cho nó một với tay này nó tới không? Ôi lội sâu thế! Ôi trên này ai con chích chòe lửa hot hay thế nhỉ? Ở nhà này à?
Có con chích chòe lửa nó hót nhỉ? Của nhà cô à? Phải bơi cửa. Cái này không có đá đâu. Thế nào? Nhưng mà nhìn đông không? Cầm tay. Cầm tay thì thả giống. Không thả, thả dưới đông này thì được. Giang có vẻ bơi như nhái nhỉ? Bơi đứng ấy nhỉ? Nhìn xuống sông cứ khoảng độ cây số đi thoải mái. Ờ. Cao thủ thế. Chốt thả lưới không, 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 chốt thả lưới. Này, xuống nước được không? Được. Nhiều lắm. Ở cái vũng sâu sâu dưới kia chỗ hôm nay nào ấy. Ôi vũng đấy thì nhiều, vũng nước xanh đen thế. Nhưng mà hôm nay không bằng hôm qua. Hôm nay là ít hơn. Ít hơn hôm qua nhiều hơn đấy. Đấy, nhưng mà không biết cái tay này dưới đâu, còn như 2, 3, 4 tay trên kia cơ nhỉ. Mấy tay trên kia. Ủa, con này có mồm rộng to đấy, sao thả ra ngoài đấy? Con mồm rộng to nhỉ? Phải không? Ừ, cái sảm ấy. Ừ, rồi. Tiếng nè, mình chốt lại nọ. Phà mình ho nừng. Ừ, phà mình ho, mình xong đà. Xong nè, mình nhớ chốt bốc cái cắn hàng khí, tiếng các bếp, tiếng các bếp. Ừ, phà mình ho không lọ. Đừng có giúp cảm. Không ai nghe lạc mà. Đến cắt hải với mình. Vô số đa. Ừ. 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 Ngày quá ngày sẽ chọn to. Lỗ phẹt mà ngay. Khó ép được không ngày. Tiền khẩu con mình lên phải lên mà ba. Vậy là mà anh phút thế tuổi nữa. À tuổi cái nhín rồi tôi chọn lại. Quá tuổi mà đến đi. Ủa biết rồi.